Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Xuân Phúc bị hạn chế tối đa xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của đất nước sau khi Nguyễn Xuân Phúc buộc phải nghỉ hưu thay vì ở ẩn và sám hối về những việc làm sai trái của bản thân và vợ cùng con gái gây ra. Nguyễn Xuân Phúc lại xuất hiện ở khắp nơi tham gia các sự kiện do đảng và nhà nước tổ chức, hầu như ở các cuộc meeting, hội nghị, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có mặt ông Phúc và ông luôn xếp hàng đầu. Mục đích của những cuộc xuất hiện đó là nhằm thanh minh với công luận về những tai tiếng mà ông và vợ con gây ra. Hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc tham gia đoàn viếng lăng Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 5. Sự xuất hiện bất thường và có mục đích của Nguyễn Xuân Phúc đã đến tai của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng cho gọi Lê Minh Hưng vào viện 108 và đề nghị Hưng đánh công văn gửi cho các cơ quan đoàn thể sau ngày 14 tháng 5 hạn chế tối đa mời Nguyễn Xuân Phúc tham gia các sự kiện có truyền hình trực tiếp, cấm tiếp các đoàn khách quốc tế mà không xin phép trước, cấm các hoạt động tham mưu, cố vấn về nhân sự. Thay vì thực hiện mệnh lệnh trên, Lê Minh Hưng lại giao cho ông Đào Đức Toàn, trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gọi riêng Phúc ra nhắc nhở. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 tại Quảng Nam, từng giữ các chức vụ quan trọng như Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước. Trong thời gian giữ các chức vụ này, ông luôn tìm người nhà, người quen để giao việc, chứ không phải tìm người tài, người có đạo đức. Thí dụ như Phan Quốc Việt quê ở Quảng Nam là cháu của bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ Xuân Phúc, đã lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi bất chính trên 100 triệu người dân Việt Nam và ép dân xếp hàng để test nhanh COVID nên đã gây ra lây chéo làm gần nửa triệu sinh mạng người dân Việt Nam chết tức tưởi. Hình ảnh một trong những bộ áo dài đắt đỏ của phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu. Trần Thị Nguyệt Thu đã giới thiệu Phan Quốc Việt gặp Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế thông qua bà Kỳ là vợ của Long để phân phối kit xét nghiệm kém chất lượng của công ty Việt Á ra toàn quốc. Vợ của Việt cho biết vợ chồng Thu và Xuân Phúc nhận quà và tiền của Phan Quốc Việt trên 21 triệu đô la Mỹ. Nguyệt Thu được mệnh danh là vua áo dài với trên dưới 3.000 bộ áo dài, luôn tập hợp một nhóm phụ nữ đại gia để ăn chơi trác táng suốt ngày đêm. Con gái đầu của Phúc là Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, đã chung vốn với con gái của Trung tướng Trần Văn Vệ đang bị cấm xuất cảnh để điều tra tội bảo kê đánh bạc trên mạng, để mở trường học quốc tế Gateway đặt trụ sở tại tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, nay đã là 350 tỷ đồng. Hình ảnh bà Nguyễn Bích Quy và ông Doãn Quý Phiến, những người bị kết tội oan liên quan đến cái chết của bé Long. Khi xảy ra vụ bé Long 6 tuổi tử vong trong trường Gateway ở Hà Nội, Trần Văn Vệ và Nguyễn Xuân Phúc ép công an Hà Nội làm lệch hồ sơ và cho rằng cháu bé chết do bị ngạt thở vì bị bỏ quên trên xe ô tô. Nhưng thực ra, bé Long chết trong lớp học và có dấu hiệu bị tác động vật lý. Sau khi vụ việc xảy ra, trường Gateway và cán bộ điều tra đã đổ tội cho bà Nguyễn Bích Quy, sinh năm 1964, nhân viên đưa đón học sinh của trường này, ra chịu tội. Hồ sơ vụ án kết tội bà Quy là vô ý làm chết người do để quên bé Long trên xe khiến bé tử vong. Bà Quy bị kết án 21 tháng tù giam. Cùng bị kết án với bà Quy là ông Doãn Quý Phiến, sinh năm 1966, lái xe, đưa đón học sinh của trường. Ông Phiến bị tuyên 10 tháng tù giam cũng với tội vô ý làm chết người. Nguyễn Xuân Phúc hiện nay không dám về Quảng Nam sinh sống vì bị dân chửi, nên đang tiến hành xây khu biệt thự gần ngàn tỷ tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Nguyễn Xuân Phúc bị hạn chế tối đa xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của đất nước. Một nền kinh tế bị thao túng không phải là kinh tế thị trường. Hoa Kỳ đã nhiều lần đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. Lần gần nhất Việt Nam bị đưa vào danh sách này là vào tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, đáng sợ hơn, nền kinh tế Việt Nam còn bị thao túng bởi các nhóm lợi ích gồm sự cấu kết giữa quan chức chính quyền và doanh nghiệp sân sau nhằm trục lợi bất chính. Điều này đã khiến cho tài nguyên của đất nước, bao gồm cả tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất và nguồn nước, bị khai thác đến mức kiệt quệ. Nhóm lợi ích cũng khiến cho nền tài chính, các nguồn vốn của quốc gia bị bào mòn, rỗng ruột. Nó cũng gây ra hiện tượng chảy máu chất xám, sự bất bình đẳng xã hội ngày càng cao
và rất nhiều hệ lụy khác. Hình ảnh một đại án với các quan tham cùng đứng chung doanh nghiệp sân sau. Tháng 1 năm 2012, Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 đã ban hành nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, trong đó cảnh báo về tình trạng lợi ích nhóm và xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải đấu tranh chống lợi ích nhóm. Kinh nghiệm dân dã thấy rằng những gì mà đảng cảnh báo về vấn đề nội bộ thì đều là những nguy cơ có thật, đã hiện hữu hoặc đã tràn lan. Bởi đảng với tư duy cố hữu là đảng là đỉnh cao của trí tuệ, mà đã là trí tuệ đỉnh cao thì làm sao có chuyện sai lầm. Cho nên, chỉ khi hiện thực phơi bày ra trần trụi và nguy cơ đến mức cấp bách, nghiêm trọng thì đảng mới chịu cảnh báo. Tuy nhiên, việc đảng cảnh báo là một chuyện, còn việc đảng có xử lý rốt ráo, xử lý tận gốc rễ vấn đề hay không lại là chuyện khác. Bởi muốn giải quyết triệt để thì đụng đến vấn đề then chốt, đặc quyền lãnh đạo của đảng. Thực tế, qua một loạt đại án thời gian qua, người dân phải rùng mình khi nhìn thấy mức độ tàn phá nền kinh tế, tàn phá đất nước của các nhóm lợi ích với những món hối lộ cứ triệu đô mà nhẹ tựa lông hồng. Hình ảnh bà trùm Trương Mỹ Lan, người gây ra vụ lừa đảo cực lớn tại SCB. Có thể nói hiện nay mức độ ảnh hưởng của các nhóm lợi ích đã không dừng ở việc thao túng các chính sách lẻ tẻ, tìm kiếm các khoản ưu đãi về thuế hay rút ruột đầu tư từ tiền ngân sách. Các nhóm lợi ích ngày nay phải dùng từ lũng đoạn để hình dung, bởi họ có khả năng thao túng đến cả luật pháp, mà thao túng một cách có hệ thống, có tổ chức, thậm chí rất bài bản. Điều này thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. So sánh để thấy ở Mỹ, VinFast đang phải đối diện với hai vụ kiện về việc đưa ra thông tin không đầy đủ, không trung thực ra thị trường chứng khoán. Nhưng ở Việt Nam, đây là việc nhỏ như con muỗi. Các doanh nghiệp Việt không chỉ không đưa thông tin trung thực, mà còn cố tình đưa thông tin sai lệch, cấu kết nhau, đẩy giá, thậm chí lừa đảo chứng khoán và trái phiếu. Điển hình là vụ ngân hàng SCB lừa bán trái phiếu An Đông cho hơn 40.000 khách hàng. Và không chỉ có SCB mà còn có những Sunshine, những Sát Thủy, kể cả Vin. Nạn nhân của các đại gia này đang kêu khóc mỗi ngày, kêu đến kiệt sức, ngất xỉu. Nhưng đáp lại họ là lực lượng công an trấn áp, xịt nước, lùa lên xe buýt, áp tải về đồn vì tội gây rối. Báo chí quốc doanh, ngay cả cơ quan ngôn luận của đảng cũng thừa nhận có sự lũng đoạn của các nhóm lợi ích. Họ biết rõ rằng nhóm lợi ích ở Việt Nam đã tồn tại ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, từ các dự án công, các chương trình đầu tư xã hội, tài chính, ngân hàng, bất động sản, tài nguyên khoáng sản, xuất nhập khẩu đến năng lượng sạch. Hình ảnh đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm về thực trạng lũng đoạn kinh tế chính trị hiện nay. Truyền thông nhà nước vẫn ra rả nói về tình trạng sở hữu chéo trong ngành ngân hàng, mà nói thẳng ra là doanh nghiệp, quan chức cấu kết nhau lừa đảo người gửi tiền, thậm chí có thể gọi là ăn cướp trắng trợn. Như vậy rất rõ ràng, nền kinh tế Việt Nam không chỉ bị nhà nước can thiệp và chi phối, mà còn bị rất rất nhiều nhóm lợi ích lũng đoạn. Hậu quả của việc thao túng lũng đoạn này đã khiến việc trao đổi hàng hóa không thể nào thực hiện theo nguyên tắc trao đổi tự do, một nguyên tắc căn bản của nền kinh tế thị trường. Cứ nhìn những nạn nhân của SCB khi họ đem tiền đến gửi cho ngân hàng này thì được chào mời đon đả hoặc dụ bằng những bánh vẽ lãi suất cao, muốn rút lúc nào cũng được. Nhưng đến khi họ muốn rút tiền thì ôi thôi, những đồng tiền xương máu của họ giờ chỉ còn lại trên những tờ giấy. Tiền của họ tại sao lại không thể rút ra, trong khi ngân hàng vẫn tồn tại, công ty chứng khoán đã bán trái phiếu cho họ vẫn tồn tại. Trong khi vụ án Vạn Thịnh Phát đã bị xét xử, bản án đã tuyên, nhưng vì sao không ai đề cập đến họ, những nạn nhân trực tiếp và khốn khổ. Vậy làm sao có thể nói nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế tự do, là kinh tế thị trường, hay xã hội chỉ tự do cho những kẻ ăn cướp có giấy phép hoặc mặc áo công quyền? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Một nền kinh tế bị thao túng không phải là kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.